Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình truyền thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Đồng Hỷ. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình truyền thanh đầu tuần hôm nay là trang tin thời sự với các tin phản ánh hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật diễn ra trong những ngày qua, mục điểm tin trong nước và thế giới tuần qua. Tiếp đó là chuyên mục an toàn giao thông, có điểm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện và bài viết phát huy hiệu quả tuyến đường phụ nữ tự quản. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chị Mai, chị đi đâu đấy? Chị ra bến xe chuyển tiền cho thằng Tuấn, mai nó đóng tiền học rồi. Hôm nay là chủ nhật nên ngân hàng không làm việc chú ạ. Sao chị vất vả thế? Chị dùng Viettel Pay đi, chị có thể chuyển tiền toàn quốc chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế á? Vâng, miễn phí chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng này. Nếu muốn chuyển tiền, chị chỉ cần nhập số điện thoại. Đặc biệt nhá, chị còn có thể thanh toán các hóa đơn điện, nước, internet, nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn ngay tại nhà. Chưa hết đâu, Viettel Pay hoàn toàn miễn phí khi sử dụng, miễn phí chuyển tiền và thanh toán. Chị còn được giảm đến 6% khi nạp tiền, mua thẻ cào điện thoại nữa cơ. Hay thế nhở, dùng kiểu gì thế Nam, chỉ chị với. Đơn giản thôi, chị tải ngay ứng dụng Viettel Pay trên CH Play hoặc App Store về sử dụng. Nếu chị dùng Viettel thì chỉ cần ấn sao 998 thăng và phím gọi là sử dụng được luôn. Chị biết rồi, chị tải ngay đây. Đăng ký Viettel Pay để tận hưởng vô vàn tiện ích chuyển tiền và thanh toán. Viettel Pay, ngân hàng số của người Việt. Hotline 1800 9000. Website viettelpay.vn. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.